Chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập solo bài Vì Đó Là Em ha. Bài hát này mình nghĩ là cũng rất nhiều bạn thích nha. Thì lần trước mình đã hướng dẫn các bạn intro rồi, tập intro rồi. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn solo ha, phần giai điệu của bài hát. Các bạn nào muốn tập cái intro thì xem lại cái phần bài tập intro giúp mình nha. Rồi, ok, bây giờ các bạn nhìn vô bài này giúp mình ha. Thì bài này mình cũng hướng dẫn các bạn ở thang âm rê thứ luôn, có một dấu dáng ở vị trí nốt si, các bạn để ý ha, nốt si thì phải đánh phím dáng nha. Rồi, bài này viết ở nhịp 4/4 ha, thì các bạn chú ý ha, hợp âm thì nói chuyện cũng hơi nhiều, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn ha, chuyện hợp âm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiết tấu ha của bài, rồi mình sẽ chia ra mình tập ha. Thì bài này mình cũng chia ra cho các bạn làm hai phần để tập ha. Phần đầu tiên là cái câu phiên khúc ha, không cần biết em là ai á ha. Rồi cái phần thứ hai là điệp khúc là để rồi từ đó tay yêu em không ngại ngùng ha. Đó là hai đoạn, mình chia ra hai đoạn tập cho nó dễ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc ha, đọc đoạn đầu tiên nha. Đọc hết luôn đi ha, chúng ta sẽ đọc hết nguyên bài luôn một lần nha. Rồi giờ chúng ta tập thì chúng ta sẽ chia ra từng đoạn chúng ta tập, ok. Rê là fa, mi rê mi, mi là son, fa mi fa, son rê si, la son la, rê rê rê, rê rê rê, son son, do do do, do do son fa fa, si si, la la, mi son la la, hai ba bốn, re la fa, mi re mi, mi la son, fa mi fa, son re si, la son la, re re re, re re re, son son, do do do, do do son fa fa. Son son, mi mi la la, do re, hai ba, re fa la re, re re re, do si si, hai ba, son si re mi, mi fa mi, re do re, hai ba, la 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 re, re do do, si si, hai ba. Son 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 mi, mi son do, re re, hai ba bốn, re là fa, mi re mi, mi là son, fa mi fa, son re si, la son la, re re re, re re re, son son, do do do, do do son fa fa, son son. Mi mi la la do re hai ba. Đó, xong cái đó chúng ta quay lại đoạn dạo đầu ha, dân tấu ở giữa ha. Rồi các bạn chịu khó đọc nhé, đọc đi đọc lại cho nó quen cái tiết tấu thì các bạn mới tập vô tay phải nó mới đúng được. Và trong bài này chúng ta thấy là nó có những cái chùm nốt liên ba móc đơn nè ha, rồi những chỗ đảo phát ha. Thì các bạn chú ý để tập cho nó, đọc cho nó chính xác ha. Các bạn có thể xem lại ở những cái bài nhạc lý về liên ba đơn hoặc là đảo phách á ha. Mình đã dạy trong phần nhạc lý rồi, các bạn nếu chưa nắm được cách đạp chân thì các bạn chịu khó xem lại nha để mình nắm nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói qua cái hợp âm bên tay trái nha các bạn nha. Rồi, hợp âm bên tay trái thì mình sẽ bấm thế ở dưới đây ha. Rồi, có những hợp âm sau đây, đầu tiên là rê thứ thì mình sẽ bấm thế dưới đây. Phà là rê, đây là thể đạo 1 của rê thứ ha. Mình có những cái bài tập về hợp âm đó, các bạn cũng có thể xem trong cái playlist thực hành trên đào trang ha. Rồi, đây là rê thứ, phà là rê. Rồi, hợp âm thứ hai là hợp âm mi dim, mi giảm. Thì các bạn bấm là mi son si giảm, si giảm ha. Mi son si, si giảm. Rồi hợp âm tiếp theo là la 7 thì các bạn bấm luôn mi son la đô,
ta bấm thế này luôn ha. Mi sao la đô, đô thăng. Đây là hợp âm la 7 ha. Rồi tiếp theo hợp âm son thứ thì các bạn bấm son si re ha. Si giáng nha các bạn nha. Son si re. Rồi hợp âm đô 7 thì các bạn bấm là mi son si đô ha. Mi son si đô là hợp âm đô 7 nha. Rồi hợp âm pha trưởng là fa la đô. Rồi hợp âm tiếp theo là hợp âm pha thăng dim thì các bạn chỉ cần thay cái nốt pha này bằng nốt pha thăng thôi là nó ra hợp âm pha thăng dim ha. Các bạn bấm pha trưởng nè, rồi thay nốt pha bừng bằng nốt pha thăng ha, nó thành pha thăng dim. Rồi hợp âm đô trưởng mình sẽ bấm là mi son đô, cái là thể đạo 1 ha. Rồi tiếp theo là hợp âm la suốt 4, la 7 suốt 4 thì các bạn sẽ bấm ở trên đây giúp mình nha. Son la re mi. Ok, đó là hợp âm la 7 suốt 4 nha. Rồi tiếp theo hợp âm la 7 các bạn đang bấm la 7 suốt 4 ở đây thì các bạn có thể bấm la 7 đây luôn ha. Son la đô thăng mi, nãy mình chỉ dưới đây nè. Mà tùy vị trí, ví dụ các bạn do cái đàn của mình bấm la 7 suốt 4 thì phải bấm ở đây như thế này nó mới ra. Thì tiện thể mình bấm luôn la 7 ha. Tại vì hai cái nó chuyển liên tục á, la suốt 4 rồi qua la 7 nè. Thì mình bấm luôn như vậy ha. Ok. Đó là những cái hợp âm ở trong cái bài này. Thì các bạn chú ý chịu khó chuyển hợp âm nha. Rê thứ nè, chuyển theo vòng ở trong bài tập chuyển. Rê nè. Rồi qua mi nè, mi dim nè, la 7 nè, rồi về re nè, rồi qua son nè, rồi qua đô nè, đô 7 á, rồi qua pha, rồi pha thăng dim, rồi qua son thứ, rồi qua đô trưởng, rồi qua pha, rồi qua son, rồi mi giảm, rồi la 7 sút, la 7. Đó là hết cái vòng đầu tiên đó. Nói chung các bạn chịu khó tập chuyện nha. À mình quên nói các bạn hợp âm si giáng trưởng nữa nha các bạn. Hợp âm si giáng trưởng thì các bạn bấm đây fa si re ha, fa si re ha. Nói chung những cái hợp âm này, cái thế bấm này mình giới thiệu như vậy thôi, nhưng mà các bạn quen thế bấm nào thì các bạn cứ việc bấm nha. Còn ở đây là do mình bấm cho nó tiện thôi ha. Còn các bạn đã tập những cái hợp âm này ở thế bấm nào các bạn quen rồi thì các bạn cứ tập đánh theo cái ý các bạn nha, không sao hết nha. Đây là mình gợi ý như vậy thôi. Rồi ok, các bạn chịu khó tập bấm cho được hợp âm nha. Hợp âm tay trái thì các bạn mới tập vô được. Rồi ok, bây giờ khi các bạn đã tập ok rồi đó, hợp âm rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau tập tay phải ha. Đoạn đầu tiên nếu thấy bài học hữu ích thì cho mình xin một like. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những bài hướng dẫn tiếp theo nha. Xin chào.